Watch where you're throwing, guys! Bà Tưng đang xuất kem chống nắng. Hết chiều rồi còn xoa kem gì nữa. Mới 2 rưỡi à? Mới 2 rưỡi. 3 giờ rồi, mát rồi. Đeo cái tâm mì bỏ. Đeo cái tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.